Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chương trình EROP đến từ dự án Cat.io ha. Thì đây là một cái dự án thuộc về nền tảng giao dịch anh nha. Thì anh em có thể là vào trang X, anh em search cho mình à, là à, Cat.io ha. Thì hiện tại cái dự án này nó đã, đã có tích vàng rồi ha và hiện tại đã có 151.415 người theo dõi. Rồi, ở đây mình sẽ giới thiệu sơ, đây là một cái hệ sinh thái và nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu ha. Ở đây nó sẽ có mua và bán trao đổi lưu trữ hơn 150 tiền điện tử à, Giấy phép đăng ký của chúng tôi Ở đây Rồi à, Tham gia tháng 9 năm 2023, Rồi ở đây thì một cái nền tảng à, Giao dịch ha Và hiện tại nó cho mình một chương trình Aerop à, Và cái Aerop này nó sẽ chạy trên cái nền tảng Telegram luôn ha Thì à, anh em có thể đã biết là từ cái vụ mà cái Aerop của token Not ha Trên cái hệ Telegram hiện tại đang rất là hot ha Và rất là nhiều cái nền tảng cũng như dự án à, Nó sẽ à, À, khai thác cái sự hấp dẫn của nền tảng Telegram và tất cả những EOS nó sẽ chạy trên nền tảng Telegram, cho nên là anh em tranh thủ tham gia ha. Đó, đây là những cái kèo mà rất là chất lượng, anh em không nên bỏ qua. Rồi mình sẽ đọc thơ về một số cái thông tin của dự án, tin nóng trò chơi nhỏ của chúng tôi trên Telegram, cho đến nay đã đạt 10.000 người à, Theo à, chơi ha. Rồi ở đây là làn sóng đầu tiên vẫn đang phát triển tham gia và chuẩn bị cuốn hút, hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu thì dự án này hiện tại nó cũng đang là mới ra ha cho nên cái số lượng người tham gia cũng rất là ít hiện tại chỉ có 10.000 người thôi ha ừ. rồi rồi thì ở đây chính là cái trang web chính thức của dự án đó. đây là một nền tảng điện tử tất cả trong một ha để mua bán giao dịch nè rồi dưới đây là một số thông tin giao dịch của sang ha đó thì em có thể là đọc thêm về cái trang web của dự án nha ở đây nó có cái phần đặt cược nè phần stacking đó, đó. rồi sinh thái uh, kết IO ha rồi thì ở đây nó có một cái số đối tác ha đối tác nè. Forbes telegram nè. đó rồi anh em sẽ đọc thêm về cái trang web của dự án ha rồi đó đó là như vậy ha thì uh, dưới này trong cái trang ít anh em cũng sẽ nghiên cứu về dự án sẽ có một thông tin sẽ có những thông tin uh, liên quan đến cái dự án này thì anh em có thể là đọc thêm Nha. rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký ha rồi thì đầu tiên anh em xuống phần tải video kích vào cái link đăng ký cho mình ha rồi sau khi click vào đăng ký nó sẽ hiện cái phần này thì anh em bấm chữ star cho mình ha thì đây là một cái sàn một cái nền tảng giao dịch sàn kết ha rồi ở đây mình sẽ nó sẽ cho mình kiếm cái token là CEXP token à, và nó chạy trên cái nền tảng telegram nha rồi anh em bấm chữ star cho mình rồi tiếp tục ha ở đây anh em bấm chữ star app cho mình luôn rồi anh em bấm chữ star Đó. Rồi tiếp tục ở đây anh em sẽ nhập email của anh em vào. Tiếp tục anh em bấm chữ continue ha. Đó, rồi. Nó hiện ra cái phần này thì chính là đây là cái trang khai thác ha. Để khai thác được thì anh em sẽ dùng ngón tay để kích vào cái vòng tròn ở giữa đây. À, sau khi kích vào xong nó hiện cái nổi cái chữ claim này thì anh em bấm vào claim. À, để claim cái CEXP về ví ha. Đó. Rồi. Đó, tiếp tục anh em cứ kết vào đây để khai thác ha cứ sau cái đồng hồ nó đi, nó điếm ngược nó giảm này nó trở về không thì anh em lại tiếp tục kết vào và anh em lem nha đó thì đây là cái số táp số táp mà anh em sẽ táp này đó, anh em sẽ chờ cái đồng hồ này nó nhảy xuống còn không bằng không thì lúc đó anh em sẽ táp được nha rồi bây giờ mình sẽ táp lại nè đó mười nha anh em bấm 10 táp rồi 10 táp là anh em được là 3.01 két anh em bấm lem này đó như vậy ha rồi đó là hình thức mà mình uh, cờ lem cái đồng mà uh, CEIB nha rồi tiếp tục thì uh, ở đây ha anh em bấm vào cái chỗ uh, tát cho mình tát thì trên đây sẽ có một số cái nhiệm vụ trên đây để anh em tham gia để anh em kiếm thêm cái đồng uh, CEIB nha đó rất là nhiều nhiệm vụ bây giờ mình sẽ làm một số cái nhiệm vụ uh, cơ bản để cho anh em xem thì uh, ở cái phần uh, đăng ký nè uh, đăng ký chat io nè anh em bấm start nè đó sau đó anh em bấm đó, nó sẽ hiện ra cái phần này thì hiện tại ha thì hiện tại cái sàn này đối với việt nam thì nó vẫn chưa mở cho anh em download ha thì anh em tạm thời là trở lại đây quay trở lại rồi tiếp tục anh em sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo rồi ở đây thì nhiệm vụ invite friend à, thì đây là những khi mà anh em mời được bạn bè thì anh em sẽ vào đây để anh em cờ lên phần thưởng ha đó, để mời bạn bè thì anh em bấm vào chữ Star này đó sau đó anh em sẽ uh, chọn một cái link nhóm một đội nhóm nào đó ha anh em bấm vào đây để anh em bấm vào để anh em gửi cái link uh, link đây là link mời bạn bè ha thì anh em sẽ copy cái link này chia sẻ cho bạn bè nha đó rồi thì khi mà anh em chia sẻ cho bạn bè thì uh, đủ cái lượt bằng bia thì anh em sẽ vào đây để anh em cờ lem cái phần thưởng này về nha rồi anh em kéo xuống đây nó có cái phần à, nhiệm vụ và subscribe kết telegram thì anh em bấm vào đây ha đó, bấm start, sau đó bấm chữ go để anh em tham gia telegram này rồi anh em bấm chết cho mình Đó. Đăng ký cái Telegram. Hiện tại là cái này nó vẫn chưa chạy ha. Rồi tiếp tục nè. Follow page. À, trang ít nè. Anh em bấm vào star đây. Rồi bấm Go. Bấm vào trang ít ha. Rồi anh em sẽ follow cái này ha. Rồi quay lại. Anh em sẽ bấm chữ Claim cho mình. Đó. OK. Rồi tiếp tục nhiệm vụ là follow link. Anh em bấm star luôn. Sau đó là bấm vào. À, anh em mở cái trang... À, lên lên ha Linh rồi bấm verify nè rồi anh em sẽ chọn một cái hình đúng nhất ha hình trên cùng rồi tiếp tục nó sẽ gửi một cái mã code và email thì anh em bấm vào email ha em mở email lên đó thì đây là cái mã code mà anh em đăng nhập vào ha anh em copy cái mã này nè rồi dán vào đây sau đó bấm submit ha Tiếp theo, ở đây anh em bấm vào cái follow ở trên Facebook này. Ha. Đó. Rồi anh em bấm thích ha, thích. Rồi. Rồi anh em trở lại cái trang đó, anh em bấm vào claim. Đó. Đó, cái nhiệm vụ mà link này anh em có thể là bấm cờ lem luôn cũng được ha, mặc dù chưa đăng nhập vào nhưng mà vẫn cờ lem được nha. Rồi, bấm cờ lem luôn, Facebook luôn. Rồi, ở đây là follow nè, Instagram. Rồi, anh em bấm uh, Instagram lên. Đó, anh em bấm theo dõi ha. Rồi, quay lại. Anh em bấm cờ lem. Đó. Rồi, đó. Còn dưới đây là rất nhiều nhiệm vụ ha. Anh em cứ tiếp tục làm tương tự ha. Để anh em sẽ nhận thêm cái phần CEXB. Rồi. Tiếp tục anh em bấm vào farm ở đây. Thì ở đây là star farm error. Thì anh em bấm vào star farm luôn ha. Thì đây là khu vực farm. Đó. Farming nè. Ừ. Thì cứ sau 4 giờ. Thì anh em vào. Anh em claim cái phần farm này ha. Farm này thì cũng giống như là anh em nhận cái lợi nhuận. Sau cái 4 tiếng ha. Anh em vào claim. Thì đây là cái level up with token farm này, claim cái CEXB và giữ farm ha. Rồi, ở đây anh em bấm vào squad. Thì đây là cái squad này chính là cái phần cộng đồng nha. Cộng đồng tổng cái số ví ha, trong cộng đồng này là hiện tại là 6011 két ha. Rồi, do squad là chính là cái phần thưởng này. Rồi, bây giờ để quay lại cái cái trang khai thác hồi nãy ha thì anh em vào cái Telegram Ha, sau đó anh em vào cái phần là kết nè. Kết. Đó. Thì nó có cái phần kết chấm bot này anh em bấm lên. ha Bấm lên. Sau đó anh em bấm start app cho mình. Đó. Thì anh em sẽ quay lại được cái app này ha. Rồi anh em claim. Thì ở đây nó sẽ cho mình mỗi lần như vậy là 10 tab. Ha. Và mười thì sau khi tab xong anh em nói nổi chữ claim lên thì anh em bấm chữ claim này. Đó. Rất hay ha. Rồi. Đó thì anh em có thể thấy được là một số cái nhiệm vụ trên đây anh em nếu như anh em là hoàn thành tất cả ha thì anh em sẽ kiếm được uh, rất là nhiều cái phần thưởng là kết xp ở đây nha. À, anh em lưu ý thì đây là một cái cực kỳ chất lượng anh em không nên bỏ qua nha. Rồi ok ha thì video ở đây xin kết thúc. Nếu thấy video đó, thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn qua chúng mình phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.